Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sự rốt nát hay vì gian ác mà Bộ Công Tô Lâm đẩy các doanh nghiệp vào sự khốn nạn. Bộ Công an Việt Nam được đặt trên pháp luật, được dẫm đạp lên trên pháp luật để thực hiện những chỉ thị của Đảng. Đó là một điều hết sức tệ hại. Điều này đã khiến cho xã hội ngày một loạn hơn, dù rằng Bộ Công an được tăng cường ngân sách, được tăng cường nhân lực từ tiền thuế của người dân, và con số này rất lớn. Xã hội rối loạn thì cần tăng cường công an để mà bảo vệ, kể cả nhân lực lẫn những ưu đãi, và càng tăng cường thì công an càng làm cho xã hội thêm rối loạn. Đấy là cái vòng luẩn quẩn mà Đảng Cộng sản đang làm để giữ vẻ bề ngoài bình yên cho xã hội. Công an bảo kê cho tội phạm nên công an càng nhiều thì tội phạm cũng càng nhiều theo. Thực tế, lực lượng công an Việt Nam quá nhiều, lực lượng dân phòng, bảo vệ khu phố đều thuộc quyền điều khiển của công an cả. Từng góc phố đều có công an, ngoài đường cảnh sát giao thông thì dày đặc, khiến cho người giao thông lúc nào cũng phải canh chừng nơm nớp. Tuy nhiên, công an, xã hội Việt Nam lại cực kỳ bất an, đi xe máy thì phải tìm ra chỗ để mà gửi xe, nếu không sẽ bị trộm bẻ khóa, dùng điện thoại ngoài đường rất dễ bị giật mất. Trong khi đó, ở các nước khác rất hiếm khi gặp cảnh sát, nhưng xã hội lại cực kỳ bình yên, ví dụ như Thái Lan hoặc nhiều nước Đông Nam Á khác. Mấu chốt vấn đề là tại sao càng tăng cường cho lực lượng công an thì xã hội lại càng rối loạn. Nguyên nhân đơn giản là công an Việt Nam đang lợi dụng những ưu đãi của Đảng dành cho họ để thực hiện những hành động phi pháp như bảo kê những loại hình tội phạm, dùng những đặc quyền mà Đảng trao để kiếm lợi cho bản thân và gia đình. Ai cũng hiểu, cảnh sát giao thông Việt Nam dày đặc nhưng toàn chặn dân để mà làm tiền, chứ không vì một xã hội an toàn giao thông. Ai cũng biết cảnh sát phòng chống ma túy của Việt Nam thì rất hùng hậu, nhưng ma túy thì tràn lan, dân ngáo khắp nơi hút chích. Chưa có nơi nào trên thế giới mà doanh nghiệp bị công an rút rỉa mạnh như tại Việt Nam. Có một số chủ doanh nghiệp từng gặp vấn đề với công an cho Thời báo .de biết họ là nạn nhân của công an Việt Nam. Bởi khi có vấn đề mà bị công an bắt, họ không được đối xử công bằng. Họ bị công an, viện kiểm sát và tòa án thi nhau làm án và ra giá ép tội để buộc họ phải chạy. Chạy đến mức kiệt quệ, họ không có quyền được nói chuyện ngang bằng với công an vì công an có quá nhiều quyền lực để áp đặt lên họ và buộc họ phải chấp nhận. Ví dụ, trong vụ án sai phạm về đấu thầu thiết bị y tế xảy ra tại Sở Y tế Tây Ninh mà mới vừa được đem ra xét xử. Theo cáo trạng, cơ quan điều tra lấy giá trúng thầu 28 tỷ đồng trừ đi tổng giá trị mua hàng hơn 14,8 tỷ đồng, từ đó xác định thiệt hại bằng giá trị chênh lệch giữa đầu ra và đầu vào là 13,2 tỷ đồng. Đây là cách tính rất khiên cưỡng, bởi nếu tính đúng thì công phải cộng vào chi phí như kho bãi, vận chuyển, bảo hành, bảo trì, đào tạo và chuyển giao công nghệ vân vân. Tuy nhiên, công an đã phớt lờ và bỏ qua các chi phí này một cách có chủ ý để vét tiền về cho túi mình, đồng thời dùng con số thiệt hại lớn để lập công thu hồi được nhiều tiền cho nhà nước. Với kiểu tính này, hoặc là công an quá dốt, hoặc là cố tình cướp trắng của các doanh nghiệp một cách khốn nạn không so sánh gì được. Thực tế, công an ăn trên đầu trên cổ doanh nghiệp có đến 2 lần. Lần thứ nhất, công an làm tiền với các bị can để mua bán công lý, gọi là chạy án. Các bị can hy vọng được giảm bớt các tội trạng. Lần thứ hai, họ tính giá thiệt hại thật sát theo cách tính vô lý nêu trên, nhằm mục đích vừa để che lấp việc ăn tiền lần thứ nhất đút túi riêng, vừa để phục vụ cho con đường sự nghiệp cá nhân thăng quan tiến chức, qua thành tích thu hồi được số tiền lớn cho nhà nước. Cho đến nay, đã vào tay công an thì không một doanh nghiệp nào còn có thể sống nổi. Họ bị công an cố tình triệt hạ cho đến chết thì thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng càng tăng đặc quyền cho công an thì xã hội càng bất an hơn. Rất nhiều doanh nghiệp bị công an sở tới đều không có cơ hội đòi hỏi được công an đối xử công bằng, bởi Đảng đã trao vào tay họ quyền lực quá lớn. Lẽ ra nếu công an đối xử công bằng với doanh nghiệp thì doanh nghiệp có cơ hội làm lại sau khi đã trả giá cho những sai phạm của họ trước pháp luật. Còn đối với công an Việt Nam, họ triệt hạ doanh nghiệp một cách tàn nhẫn. Hầu như doanh nghiệp nào dính đến công an đều không còn cơ hội gượng dậy, chỉ còn bước phá sản.
đấy là vấn đề hết sức nghiêm trọng hiện nay. Chính công an kinh tế đang lạm dụng quyền lực để mà tàn sát doanh nghiệp kinh khủng. Đó là những nguyên nhân gây ra cảnh giết chóc doanh nghiệp bừa bãi trong nền kinh tế tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Vì sao sự rốt nát này, vì gian ác mà ông Tô Lâm đã đẩy các doanh nghiệp vào sự khốn đốn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh bứt cỏ hô biến thành xá lợi tóc lửa bá tánh. Vào ngày 27 tháng 12, tờ báo Thanh Niên đăng tin hàng vạn người chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng. Không biết ông Thích Trúc Thái Minh lấy cọng lông nào đấy giống như sợi tóc nhưng tự ngọ ngoại được và cho chùa thông báo với bá tánh rằng đấy là xá lợi tóc của Đức Phật từ 2600 năm trước. Thông tin này khiến hàng vạn người mê tín lao đến để mà chiêm bái. Tất nhiên để thần thánh hóa cọng lông này, Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh cho thêu dệt một huyền thoại rằng đấy là một trong 8 sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình trao cho 2 thương buôn người Myanmar hơn 2600 năm trước. Xá lợi tóc Phật đã được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng. Thích Trúc Thái Minh lại dở trò. Theo đại diện của chùa Ba Vàng, xá lợi tóc của Đức Phật khó có khả năng tự chuyển động như một vật thể sống. Xá lợi tóc với hình dạng giống như một sợi tóc bình thường, nhưng lại uyển chuyển động qua trái, qua phải, quay tròn, cong lên rồi cụp xuống, mà không hề có một sự tác động nào. Thậm chí khi gặp vật cản, sợi tóc cũng có thể tự bật ra ngoài. Tuy nhiên, tìm hiểu thông tin trên mạng thì được biết, đây là loại cỏ pili, một loại thực vật có hoa trong họ hòa thảo. Khi tiếp xúc với nước, cỏ pili này có phản ứng chuyển động uốn éo. Nếu lên YouTube gõ từ khóa pili thì có rất nhiều clip chứng minh điều đó. Sự thật thì chỉ có thế, nhưng Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng sự ngu muội và sự hiếu kỳ của dân chúng dựng nên trò mê tín dị đoan công khai này. Cái gọi là xá lợi tóc được giao bán đầy trên mạng. Nếu tóc Đức Phật mà còn lưu giữ được đến ngày nay, thì tóc của Ngài cũng như tóc của người thường không có thần thánh gì cả. Đạo Phật không rao giảng mê tín dị đoan. Phật là con đường tu tập do Đức Phật Thích Ca đi trước và phát hiện ra con đường này. Ngài dạy lại chúng sinh con đường này để thoát khổ, cứu cánh và vượt qua sinh tử luân hồi. Bất kỳ ai cũng đều có thể hiểu tứ diệu đế. Nếu chịu đọc và nghiên cứu kinh Phật, bất kỳ ai cũng có thể tu tập theo bát chánh đạo để thành Phật. Đây là những văn bản được ghi chép rõ ràng, chứ không có gì là huyền bí cả. Đây không phải là lần đầu tiên ông Thích Trúc Thái Minh giở trò để lừa gạt lòng tin Phật tử và người dân. Trước đây, báo chí và dư luận đã nhiều lần vạch trần những trò mê tín dị đoan để mà trục lợi, diễn ra tại chùa Ba Vàng. Được biết, Thích Trúc Thái Minh tổ chức trưng bày cọng cỏ được phủ phép thành xá lợi Phật nhân đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Một ngày lễ lớn của một vị Phật, một vị vua, một anh hùng dân tộc mà Thích Trúc Thái Minh lại lợi dụng để thực hiện trò mê tín dị đoan, tất nhiên không loại trừ mưu đồ trục lợi. Đây là hành động báng bổ chứ chẳng có kính mừng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Nhiều người sau khi xem xong clip cho biết cỏ pili được giao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ 500 đến 900 ngàn đồng một cọng, chẳng có gì là thần bí cả. Chỉ có Thích Trúc Thái Minh thấy người dân chưa biết đến loại cỏ này nên ông ta lợi dụng để làm sự kiện thu hút những kẻ u mê và hiếu kỳ. Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh muốn kiếm tiền bằng buôn thần bán thánh, trước hết phải kéo được những kẻ mê tín về chùa. Bởi những kẻ mê tín là những người hay móc tiền ra chi cho những trò lừa gạt nhất. Bởi thế nên Thích Trúc Thái Minh cứ suy nghĩ tìm ra trò gì đấy vừa bí hiểm, vừa lạ lẫm, vừa dễ dụ để cho những người mê tín và hiếu kỳ đi theo ông ta. Khi những người này tin ông thì Ma Tăng này sẽ nghĩ ra nhiều cách để moi tiền từ túi của họ. Thích Trúc Thái Minh có máu làm ăn mà là làm ăn bằng những trò lừa đảo. Tuy nhiên
ông ta vẫn sừng sững. Không biết ông ta đã chi cho những ai để mà họ làm ngơ cho ông ta hành nghề mê tín dị đoan công khai như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh bứt cỏ Hồ Biến Thành xá lợi tóc lừa bá tánh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.